Tôn giáo vì hạnh phúc của con người Hiện có đến khoảng 5 tỷ người đang sống trên quả đất này. Trong đó, tôi nghĩ rằng họ có thể được phân chia thành ba thành phần chính. Trước tiên, khoảng 1 phần 3 trong số này có đức tin tôn giáo và đang theo đuổi một hành trình tâm linh như một đối cực. Một phần ba khác phủ nhận tôn giáo như là một thứ độc dược tinh thần và không làm gì khác hơn ngoài diệt miệt thiện nó và cuối cùng một phần ba còn lại gồm những người vô thưởng vô phạt không theo và cũng không chống tôn giáo nhân loại bao gồm cả ba thành phần trên nói chung đều có một ước vọng giống nhau là xa lánh khổ đau và kiếm tìm hạnh phúc trên phương diện này họ chẳng có gì khác biệt nhau con người ai cũng nỗ lực hết sức mình tìm mọi cách để gạt thái thành đạt và hạnh phúc cũng như chạy trốn khổ đau bây giờ chúng ta hãy thử làm một sự so sánh giữa một bên là những người chấp nhận tôn giáo có đức tin vào một cuộc sống tâm linh và một bên là những kẻ đã chống lại một cách triệt đề chúng ta có thể ngạc nhiên tự hỏi giữa họ ai là người được hạnh phúc có tâm hồn thoải mái hơn những người có tín ngưỡng hay là những người chống đối lại phải đợi đến khi con người trực diện với những tình huống khó khăn sự khác biệt sẽ xuất hiện ngay như một bằng chứng những người không tín ngưỡng sẽ cảm thấy tâm hồn họ lập tức bị rơi vào tình trạng giận dữ buồn bực bởi vì họ không có gì để chống đỡ lại những cảnh huống khó khăn đó thế nhưng đối với những người được hỗ trợ tinh thần bởi niềm tin tôn giáo sẽ cảm thấy niềm tin của mình được củng cố thêm tạo cho họ phương tiện tốt hơn đều có thể đương đầu với vấn nạn một cách trầm tĩnh nếu bạn so sánh giữa người giàu và người nghèo hình như những người không có mô đồng xu dính túi thường là những người ít phải lo nghĩ hơn còn người giàu có kẻ thì biết cách sử dụng tài sản sự giàu có của mình một cách thông minh nhưng có kẻ không và tùy theo mức độ điều mà ta dễ nhận thấy là họ bị chìm ngập trong những lo âu bối rối thường xuyên bị dày dò sâu xé giữa hy vọng và nghi vấn cho dù bên ngoài họ có vẻ như rất thành công trong mọi chuyện một điều chắc chắn rằng cuộc sống tâm linh tôn giáo quả rất là lợi lạc hữu ích cho con người mỗi khi phải trực diện với những nỗi khó khăn vượt ra khỏi năng lực bình thường của cá nhân trong cuộc sống hàng ngày tôi thường bảo một số tân hữu rằng nếu quả thật những người chối bỏ các truyền thống tâm linh có một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc thì chúng ta cũng nên từ bỏ tôn giáo đi cho rồi bởi vì chúng ta tu tập không ngoài mục đích tìm kiếm hạnh phúc và an lạc các tôn giáo lớn trên thế giới được liệt vào trong hai truyền thống chính một số tin vào một đấng sáng tạo một số khác đặt trọng tâm vào sự chuyển hóa tâm linh nếu ta có thể chuyển hóa và điều ngự được tâm mình tức là ta đạt đến tình trạng được gọi là niết bàn. Ngược lại, nếu ta không thể kiểm soát được nó, ta sẽ là những kẻ nô lệ cho chính tâm mình và sẽ mãi đắm chìm trong luân hồi sinh tử. Đó là hai sự khác biệt lớn lao. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều có những khác dòng khác nhau. Thế nên đa tôn giáo quả thật là điều rất tốt và rất đáng tán dương. Phật giáo, Kỳ Na giáo một bộ phận của trường phái triết học số luận truyền thống ấn giáo đều là những truyền thống không tin tưởng và một đấng sáng tạo thái độ bất bạo động không làm hại kẻ khác và quan điểm về duyên khởi là hai phạm trù chính nếu bật bản sắc đặc biệt của phật giáo nhưng thế nào gọi là bất bạo động có thể nói một cách dễ hiểu rằng đó là thái độ không những không chấp nhận bạo động mà còn thực hiện những điều tốt đẹp cho kẻ khác nếu không thể làm được như vậy thì ít nhất ta phải tuyệt đối tránh làm những việc gây thiệt hại cho kẻ khác làm thế nào để thực hành bất bạo động và làm thế nào để đạt đến hạnh phúc điều mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm những mục tiêu này đều tùy thuộc vào một số nguyên nhân và điều kiện sự cần thiết của khả năng kiểm soát huấn luyện và chuyển hóa tâm thức tất cả sẽ đưa ta đến tình trạng an lạc và hạnh phúc. Ngược lại, nếu ta không đủ khả năng để thực hiện sự chuyển hóa này, ta sẽ rơi vào dòng đau khổ triền miên. Chúng ta phải hành động theo một cung cách nào đó để cho những khát vọng của ta cũng là khát vọng chung của mọi con người. Theo đuổi hạnh phúc và xa lánh khổ đau sẽ không trái nghịch với hậu quả gây ra bởi những hành động của chính mình. Dĩ nhiên là chúng ta phải tận dụng mọi nguồn hỗ trợ để đạt đến mục tiêu này. Khi chúng ta tìm cách diễn đạt cho một người sơ cơ về cấu trúc của con đường dẫn đến giác ngộ, ta thường nói đến ngũ đạo và thập địa, tiếng Phạn, phu mi. Và như thế, cứ lần hồi tinh tấn tiến bước trên con đường tu tập này sẽ đưa ta đến tình trạng nhất thiết trí của Phật quả. Ta đồng thời cũng thường đề cập đến tam thân, đó là pháp thân. Báo thân và Quá thân Hai loại thân sao Báo thân và Quá thân Xuất hiện từ hư không Của tri kiến của Pháp thân Một mặt bằng tuyệt đối Được biểu hiện bởi hình tượng Của một vị cổ Phật Đức Tổng thể Phật Mà màu xanh là dấu hiệu tượng trưng Cho tính chất bất biến của Ngài Chúng ta tấm gụi Trong ánh sáng của Ngài Tổng thể Phật Còn được biểu hiện với một dạng nữ thân khác Là Phật mẫu Samantabhari Tổng thể Phật tượng trưng cho tình trạng nguyên thủy liên quan đến đại quan hỷ Trong khi Samantabhari tượng trưng cho tình trạng tinh khiết nguyên thủy. Khi chúng ta nói về Ngài Tổng thể Phật hay Phật Mẫu Samantabhari chúng ta không xem các Ngài như là những đấng Thượng Đế sáng tạo. Chính từ hư không của tri kiến và sự chiến ngộ của các Ngài mà dòng luân hồi sinh tử và niết bàn đã được tuyên xưng và xuất hiện. Dĩ nhiên, quả là điều quan trọng khi ta biết được những giai đoạn tiến triển khác nhau của tiến trình tâm linh. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải biết sống như thế nào trong cuộc sống đời thường. Những vị đại sư của Cam Đăng Phái đã nói rằng, nhiều người trông có vẻ giống như những hành giả đang tu tập nghiêm chỉnh chánh pháp khi bao tử của họ căng đầy và được ngồi thoải mái dưới nắng ấm mặt trời. Nhưng rồi họ hoàn toàn đánh mất dáng vẻ này, trở nên, nên giận dữ và cãi lộn lẫn nhau. Một khi họ bị bực mình trước những tình huống khó khăn, đó là điều mà chúng ta cần phải tránh. Bởi vậy, điều quan trọng là ta phải thực hành giáo lý của chánh pháp hàng ngày, ngày này qua ngày khác. Những đức hạnh chủ yếu nào ta cần phải trao dồi tu dưỡng trong cuộc sống thường nhật. Trước tiên, đó là lòng nhân ái, tự tâm, kiên nhẫn và khoan dung. Đồng thời cũng phải biết tri túc, thỏa mãn với cuộc sống khiêm tốn, đơn giản. Đó là những điểm được chia sẻ bởi tất cả mọi tôn giáo. Đặc biệt, Phật giáo có giúp được cho chúng ta phương cách nào để đạt đến mục tiêu thỏa mãn và an lạc. Để giải thích điều này, thiết tượng chúng ta cần phải nên biết đến luật nhân quả, nghiệp báo, để hiểu rằng tình trạng bất tòa ý được bắt nguồn từ dòng luân hồi sinh tử, cũng như để biết cách làm thế nào để ta có thể chuyển hóa hạnh phúc và nhận lấy những khổ đau của tha nhân làm của mình. Hận thù và ác tâm là những mối nguy cơ lớn nhất cho hòa bình và hạnh phúc. Để có thể ngăn ngừa hận thù và giận dữ có cơ hội mọc rễ trong ta. Trước tiên, ta phải tìm cách loại bỏ cho được lòng bất mãn bởi vì đó chính là cội rễ của hận thù và ác tâm để có thể thực hiện được việc này ta phải làm cho tâm của mình trở nên thanh thản rộng mở và thư giãn bởi vì một khi ngọn lửa thù hận đã bùng cháy lên với tất cả sức mạnh của nó ta khó mà tìm ra phương thuốc để chữa trị cho nên điều quan trọng là ta phải phòng ngừa ngăn cản những gì có thể làm cho lòng hận thù phát khởi sự thù nghịch, gây hấn và hận thù là những sản phẩm chính của lòng bất mãn Và để ngăn ngừa cái tình cảm bất tội ý này phát sinh, chúng ta phải giữ cho tâm mình ở trong trạng thái hoàn toàn thanh thản, rộng mở và bao dung, cũng như luôn luôn thoải mái với chính mình. Trái lại, nếu tâm ta chật hẹp, khép kín, thì cho dù chỉ một sự kiện nhỏ xảy ra cũng sẽ làm cho ta bực bội, bất mãn và cảm thấy mình bị thương tổn, bất tội ý mà hậu quả sẽ dẫn ta đến giận dữ và quán thù thế nên điều quan trọng là ta phải luôn giữ cho tâm mình ở trong trạng thái quân bình rộng mở và thanh thản hạnh phúc của chúng ta luôn gắn chặt với hạnh phúc của kẻ khác nó tùy thuộc sâu xa vào tất cả những người sống quanh ta thế nên chúng ta phải luôn ý thức điều này để mỗi khi cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn chúng ta phải nhận ra rằng mình đang mang một món nợ ân nghĩa đối với lòng nhân ái của tất cả mọi người trong đời sống này có thể là chúng ta sẽ có kẻ thù những người có ý muốn hoặc đang thật sự hãm hại ta tuy nhiên yếu tính căn bản của phật giáo đặc biệt phật giáo đại thừa là lòng nhân ái từ bi và bồ đề tâm tâm thức của giác ngột thế nên nếu sự giận dữ và thù hận phát khởi trong ta sức mạnh của lòng tự và tinh thần giác ngộ của ta phải có đủ năng lực để chống lại chúng bởi vậy nhẫn là một đức tính cần thiết mà mỗi người phật tử cần phải có không có hành nhẫn nhục không thể thực hành được bồ tát đạo nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ về điều này thì vấn đề chính yếu là làm thế nào để cho nhẫn nhục được thực hiện và phát triển trong cuộc sống đời thường nhẫn nhục cần sự có mặt của kẻ thù một điều rất rõ ràng là chúng ta không cần phải thực hành nhẫn nhục đối với Đức Phật, vị tôn sư hay người bạn tinh thần của mình. Ngược lại, nhẫn nhục chỉ có thể được thực hiện đối với những kẻ muốn hãm hại ta, những kẻ mà ta gọi là kẻ thù. Qua đó nhẫn nhục mới thực sự được nuôi dưỡng và phát triển. Chính kẻ thù đã giúp ta một cơ hội duy nhất để thực hành hành nhẫn nhục và qua đó phát triển được tất cả những phẩm chất quý giá của Bồ Tát Đạo. Như vậy thay vì xem kẻ thù như là một cái gì đó rất khó ưa, ta ngược lại phải đối xử với họ bằng lòng kính trọng và sự biết ơn. Bởi vì họ đã cho ta cơ hội duy nhất này để thực hành Bồ Tát Đạo. Một khi đã chứng tỏ được lòng nhân ái và vị tha của mình, ta đồng thời cũng sẽ trở nên can đảm và dưỡng tâm trước mọi chuyện. Thế nên những ngày đi qua trong đời ta sẽ thấm đường với hạnh phúc, thanh thản và thỏa mãn mặc dù cá nhân tôi không có nhiều kinh nghiệm trên lãnh vực này tôi vẫn luôn cố gắng thực hiện những điều nhẫn nhục nhỏ nhất có thể có được chúng ta sẽ không bao giờ ngưng tiến bộ và nhận thức rằng nếu ta thực hiện được điều này ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng nọ năm này đến năm kia đời này sang đời khác ta sẽ đạt đến niềm hạnh phúc vô bờ theo ngài, Phật pháp có thể giúp ích được gì cho Tây phương? Trong xã hội Tây phương, nói chung những anh chị em huynh đệ của tôi, những tu sĩ hay nữ tu Cơ đốc giáo hoặc là những tín đồ đang tu tập. Phật giáo có thể mang lại cho họ những trợ giúp cần thiết để phát triển thêm tình yêu thương, tự ái, được coi như là những phẩm chất cốt lõi của bất kỳ tôn giáo nào đồng thời nó cũng giúp phần nào trong vấn đề cải thiện thiền tập. Thưa Ngài, làm thế nào để đời sống tâm linh và thế tục có thể hòa điệu cùng nhau? Khi nói đến những sinh hoạt thế tục, chúng ta thường đề cập đến tám vấn đề quan tâm chính yếu của người đời. Đó là những ý tưởng liên quan đến tầm mức quan trọng mà chúng ta thường gắn bó với niềm vui và đau khổ, sự được thua thành bại, tâm tiếng và vô danh vừa được ca tụng hay bị chỉ trích. Tám mối quan tâm này có những mức độ khác nhau, mà tùy theo trường hợp có thể hoàn toàn trở nên tiêu cực, trung hòa hay rất mực tích cực. Trong những trường hợp cực đoan nhất, tâm của người đời nặng về đời sống thế tục, thường bị tràn ngập bởi những tình cảm hận thù hoặc tham vọng muốn chiếm hữu mọi thứ về cho mình, cho dù với cái tổn hại hay dối lừa kẻ khác. Trong trường hợp như thế, Dĩ nhiên nó đã đi quá xa đối với những đòi hỏi về tâm linh. Ngược lại trong những trường hợp mà những hoạt động thế tục được thúc đẩy bởi những tình cảm cao quý, chẳng hạn như những người có ý hướng muốn tham gia vào việc điều hành kinh tế cho một quốc gia hay khu vực nào đó mà động cơ chính là lòng nhân ái hoặc vì quan tâm đến phúc lợi của kẻ khác thì vấn đề hòa điệu giữa đời sống tâm linh và thế tục quả là một vấn đề rất đơn giản. Một ý thức trách nhiệm phổ quát nhân cuộc thăm viếng lộ đích. Hôm nay tôi vô cùng quan hỷ được viếng thăm một thánh địa hành hương nổi tiếng mà bây giờ đã trở nên một trung tâm cho những kẻ tín ngưỡng do những phép lạ đã được ban bố thông điệp của chúng ta hôm nay được gửi đến mọi con người không quên lời cảm tạ về cơ hội gặp gỡ của tất cả mọi tôn giáo và dân chúng tại đây là một thông điệp của hòa bình và yêu thương phổ quát thế cho nên tôi rất hân hạnh được có một cơ hội tốt đẹp để cùng với quý vị cầu nguyện cùng nhau tại thánh địa này một lần nữa tôi xin cảm tạ về những gì mà quý vị đã làm trong việc tổ chức cuộc gặp gỡ cũng như đã chào mừng tôi đến đây ngày hôm nay chúng ta đã được nhắc nhở ở đây về những nỗi kinh hoàng không diễn tả được của chiến tranh cụ thể như hiện đang xảy ra tại thành phố sarajevo nơi mà hàng ngàn người dân vô tội đã bị tàn sát hoặc đang tiếp tục sống trong khổ nạn chúng ta không được quyền quay lưng lại với vấn nạn này những thảm trạng như thế cho thấy một điều rất rõ ràng rằng thật khó mà làm vơi đi những tham vọng của con người mà một khi được buông lỏng ra thường không do một nguyên nhân chính đáng nào cũng như thật khó mà tìm ra một giải pháp khi tình cảm của con người không còn chế ngự được nữa dĩ nhiên trí thông minh sẵn có của con người có thể giúp ta phân biệt được giữa lợi ích tạm thời và lợi ích tối hậu thế nhưng cái khả năng phán đoán này đôi khi cũng bị lu mờ đi bởi những tình cảm xung động khi một tham vọng xâm chiếm tâm hồn ta đó là lý do tại sao tôi cho rằng sự an bình nội tâm, sự giải giới bên trong mới là điều cần thiết và tuyệt đối ta không nên thờ ơ trước chuyện này. Sẽ là một điều rất khó khăn để đạt đến một nền hòa bình thế giới thiết thực và vững chắc nếu chúng ta không thực hiện được sự hòa bình ngay chính trong tâm mình. Thế nên tôi cũng mong mỏi rằng các vị đang hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục, truyền thông, các nhà chính trị cần nên chú trọng đến khía cạnh sau đây trong dòng tư tưởng của nhân loại. Đó là tâm bình, thế giới bình. Dĩ nhiên, nếu tâm ta loạn động, bị lôi kéo bởi những tình cảm hung hăng, ác độc, ganh tị, mầm hung hăng, tiềm ẩn sẽ bộc phát ngay khi mà những tình huống bên ngoài có vẻ như đã chín mùi, thuận lợi. Tôi tin rằng cuộc gặp gỡ hôm nay mang một ý nghĩa rất trọng đại. Thực vậy, một điều rất khả tính là tất cả mọi tôn giáo đều chia sẻ những giá trị chung về lòng nhân ái về tình yêu tha nhân và tinh thần khoan thứ trên căn bản này chúng ta phải xây dựng được sự hòa đồng tôn giáo trong tình hình thế giới hiện nay một điều đã trở nên vô cùng cần thiết là chúng ta cần nên đặt trọng tâm vào sự hòa hợp và tăng mối hiểu biết sâu xa giữa con người và giữa đại diện của các tôn giáo tuy nhiên một điều cũng nên lưu ý rằng lòng nhân ái, tình huynh đệ và lòng khoan dung không phải là những đức tính độc quyền của những người có tín ngưỡng. đây là những đức tính căn bản của tất cả mọi con người. cuộc thâm diễn hôm nay cho tôi hai lý do chính để hy vọng sự kiện những đại diện của tất cả tôn giáo tập trung tại đây một thánh địa thiên chúa giáo để cùng nhau cầu nguyện. tôi hy vọng sẽ góp phần rất lớn vào việc phát hiện ra sự cần thiết của việc triển khai mối an bình nội tâm cho tất cả con người đồng thời tôi cũng tin chắc rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay sẽ dẫn đến mối cảm thông sâu xa và niềm tương kính giữa các tôn giáo đây có thể là nguồn khích lệ lớn lao cho tất cả mọi người để từ đó họ có thể phát triển sự an bình thanh thản sâu xa hơn trong lòng mình do nhận thức được tinh thần hòa hiệp hiện đang ngự trị giữa chúng ta Thế cho nên tôi yêu cầu mọi người xin hãy noi gương theo những vị đại diện của các tôn giáo khác nhau đang tụ họp tại nơi này để cùng phát triển ý thức trách nhiệm và những gì cần thiết nhằm đạt đến sự hòa đồng. Thưa Đức Đạt Lai Lạc Ma, theo ý kiến của Ngài, có những giá trị phổ quát được chia sẻ bởi mọi tôn giáo và góp phần vào việc tạo dựng nên một nền hòa bình lâu dài. Tôi tin tưởng rằng không phải chỉ có những giá trị được chia sẻ bởi tất cả mọi tôn giáo, mà còn bởi tất cả mọi con người, mọi dạng thức của đời sống. Tình yêu đối với người láng giềng, lòng yêu thương, triều mến, nhân ái đều là những đạo lý phổ quát căn bản. Và tôi cho rằng mọi sinh vật, dù là thú vật hay con người, đều thích thú được tiếp nhận sự yêu thương triệu mến. Như vậy, thì vai trò của tôn giáo là gì? Tôn giáo chỉ đóng vai trò giúp đỡ phương tiện để củng cố và phát triển tình cảm dân ái tự nhiên sẵn có của con người. Tôi nghĩ là xã hội có thể sống trong an ổn hòa bình. Cảm ơn nhân loại đã phát triển được sự an bình nội tâm thông qua trí óc thông minh của mình. Thế nên tôi hoàn toàn tin rằng để có được sự hòa bình thế giới, trước tiên ta phải có được sự an bình nội tâm. Tất cả những ai giữ được cho mình sự thanh thản tự nhiên, hòa bình với chính mình sẽ dễ dàng mở rộng tâm hồn đối với kẻ khác và tôi cho rằng đây chính là nền tảng căn bản của nền hòa bình phổ quát tất cả mọi tôn giáo đều có những phương thức kỹ thuật tâm linh riêng để phát triển sự giải giới bên trong sự an bình nội tâm này chúng ta cần phải hiểu biết lẫn nhau và làm việc cùng nhau trong tinh thần hòa điệu bởi vì bổn phận của chúng ta là khai mở trong mỗi con người bản chất yêu chuộng hòa bình tự nhiên của họ. Như một câu hỏi thông thường mà người ta thường hỏi vì bác sĩ là có thể có một ngày nào đó sẽ không còn bệnh tật trên thế gian này. Cũng thế, trải qua hàng tá hay hàng trăm các cuộc gặp gỡ đại loại như thế này, Ngài có nghĩ rằng có một ngày nào đó thế giới sẽ sống trong hòa bình thật sự? Tôi tin như thế, và tiếp tục hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt đến một nền hòa bình phổ quát trên trái đất này. Thế nhưng, dĩ nhiên luôn luôn vẫn sẽ có những vấn nạn nhỏ xảy ra ở nơi này hay nơi khác. Thưa Đức Đạt Lai Lạc Ma, Ngài vừa diễn thăm một thánh địa của Thiền Chúa Giáo La Mã. Ngài có hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ đến diễn thăm Jerusalem hay Mecca tôi rất hân hoan được đích thân viếng thăm nhà thờ lộ đức một trung tâm thánh địa hành hương nổi tiếng mà tôi đã từng được nghe tới từ lâu quả thật là tôi vô cùng xúc động dĩ nhiên trong quá khứ tôi đã từng tham dự rất nhiều buổi lễ nghi tôn giáo những cuộc đối thoại liên tôn trong vòng hai năm qua tôi đã dự trù tạo ra những cuộc hành hương chính đến thăm viếng những thánh địa cùng với các bạn đồng hành của các tôn giáo khác khi chúng ta đến những nơi như vậy, chúng ta sẽ hưởng được rất nhiều lợi lạc của bầu khí nơi đó. Chúng ta cầu nguyện cùng nhau. Hoặc đơn giản nhất, chúng ta có thể tĩnh tọa và hiệp thông với tư tưởng của mình trong yên lặng. Tôi đã từng làm như thế tại Ấn Độ và rất quan hỷ được bắt đầu một lần nữa tại nơi đây. Tôi tin rằng những nơi này sẽ làm thức dậy trong ta cái cảm giác hiệp thông và hiểu biết sâu sắc hơn là do nhận thức của trí tuệ thông thường. Tôi rất muốn được khởi đầu các cuộc hành hương như thế để thăm viếng Jerusalem và Mecca. Nhưng không biết lúc nào thì có những điều kiện thuận lợi để tôi có thể đến viếng thăm những vùng đất thánh này. Thưa ngài, trong các cuộc thảo luận giữa ngài và đại diện các tôn giáo khác, có khi nào quý vị nêu ra vấn đề cải đạo thay đổi từ một tôn giáo này qua tôn giáo khác, cụ thể là giữa tinh lành, thiên chúa giáo, cũng như đối với tất cả Phật giáo ở tại Pháp. Trong cuộc tiếp xúc riêng của chúng tôi, một giáo hữu cơ đốc đã lặp lại cho tôi nghe một câu đã được khắc trên bia đá của vua A Dục. Trong đó, Ngài đề cập đến tinh thần bất khoan dung đối với các tôn giáo khác, tức là tự mình quỷ diệt tôn giáo mình và sự phong phú của một tôn giáo liên hệ mật thiết với sự kính trọng các tín ngưỡng khác. Ngài nghĩ như thế nào về nỗ lực hiệp nhất xảy ra giữa những người Cơ đốc giáo phương Tây và Trung Quốc? Những người Cơ đốc, vì là thành phần thiểu số tại Trung Quốc, cho nên họ đã phải gánh chịu nhiều khó khăn như thế. Một phần nữa có thể là do tình trạng phiến diện của các phương tiện truyền thông hiện tại ở Trung Quốc dẫn tới việc hạn chế tầm nhìn của họ đối với tình hình thế giới. Thế nên tôi nghĩ rằng bất cứ như cuộc đối thoại nào được thiết lập với những người cơ đốc ở bên ngoài sẽ giúp họ mở rộng thêm tầm mắt đối với thực trạng của thế giới.